Từ chân đất, giày rơm, nhân loại đã đi những bước dài mới tiến đến được những đôi giày đẹp đẽ, nâng niu bàn chân của chúng ta. Thế nhưng đâu đó trên hành tinh, chúng ta đã gặp phải thứ này. Ý tôi là cái quái gì vậy? Tất nhiên là thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Có người thấy xấu, có người lại bảo đẹp. Thế nhưng bạn có biết rằng vào năm 2002, người đồng sáng lập của Crocs đã nhìn thấy nguyên mẫu sản phẩm đầu tiên của hãng và thốt lên rằng: "Sao mà cá xấu thế?" Vào năm 2010, tạp chí Time đã xếp thiết kế của Crocs là một trong 50 phát minh tồi tệ nhất thế giới, đồng thời gọi nó là một trong những thiết kế xấu xí nhất mọi thời đại. Thế nhưng những đôi dép xấu xí đó vẫn tạo ra hàng tỷ đô la, được đeo trên chân của những người nổi tiếng sang xịn mịn và thậm chí có mặt ở trên sàn catwalk ở Paris. Và nếu các bạn đang xem video này, thì tôi cá là trong nhà bạn kiểu gì cũng có một đôi Crocs, chính hãng hoặc là một thứ gì đấy na ná. Vậy thì tại sao ba người đàn ông với không kinh nghiệm trong ngành giày dép lại có thể gây dựng nên một công ty giày thành công điên đảo như vậy? Tôi là Cụ Động, và đây là câu chuyện chưa kể về sự trỗi dậy của Crocs hay đế chế giày cá sấu. Hãy tưởng tượng bạn đang ở bang Colorado ở nước Mỹ vào năm 2002. Đời người thì ai cũng có lúc thăng lúc trầm, và người đàn ông này đang ở giai đoạn trầm nhất trong cuộc đời. Lyndon Hazen phải ngủ nhờ trên sofa nhà bạn sau khi ly dị vợ, mất việc cho một công ty marketing phần cứng máy tính và mất mẹ vì bị ung thư. Thế nhưng may mắn là Lyndon có hai người bạn thân, Scott và Yorkshire, nghĩ rằng bạn của mình cần đi đâu đó giải tỏa đầu óc. Thế là ba người leo lên thuyền đi vòng quanh biển Caribe. Trong số họ thì Scott đã là một nhà phát minh khá thành công, có của ăn của để nhờ phát triển và kiếm bằng sáng chế sản phẩm. Vào thời điểm diễn ra chuyến đi, Scott đã có dự định nghỉ hưu ở tuổi 48. Thế nhưng sau khi ba người bạn đi thuyền cùng nhau, thì Scott đã bảo Lyndon và George thử một đôi dép có chất liệu giống như cao su. Scott đang phát triển thứ giày hoặc dép hoặc sandal này sau khi nhìn thấy một thứ tương tự như chuyến đi công tác đến Canada. Đó là một phiên bản do một công ty có tên là Quebec sản xuất. Nó không hẳn là cao su hay nhựa, mà là một loại nhựa resin chống mùi, chống nước, chống trượt chân khi đi trên thuyền. Scott nghĩ rằng thiết kế gốc đó có khiếm khuyết ở chỗ là nó không có quai hậu. Thế là ông tự thêm vào một cái và hy vọng có thể gọi đủ vốn đầu tư để phân phối phiên bản dép sục mới này trên khắp nước Mỹ. Scott rất hào hứng, thế nhưng hai người bạn thì lại tỏ ra vô cùng hoài nghi. Đơn giản là vì đôi dép này quá xấu. Mặc dù vậy, họ vẫn xỏ thử vào chân theo lời bạn. Và sau một thời gian đi đôi dép đó, họ nhận thấy nó rất nhẹ và thoải mái. Lyndon và George khoái nó đến mức mà họ quyết định chung tay làm ăn với Scott. Họ quyết định gọi tên công ty là Crocs, trong Crocodile, nghĩa là cá sấu, vì những đôi giày cá sấu này cũng có khả năng vừa đi trên cạn vừa lội dưới nước. À thế nhưng mà tôi quên chưa nói về George, người cuối cùng trong bộ ba nhỉ. Mặc dù tuổi thơ khó khăn, thế nhưng George cũng là một người rất thành công. 10 tuổi, George đã khởi nghiệp với nghề cắt cỏ, giành học bổng và cao đẳng nhờ tài năng thể thao, sở hữu hơn 100 cửa hàng nhượng quyền của Domino Pizza. Vậy là ba người bạn đều có kinh nghiệm làm kinh doanh nhất định, thế nhưng chẳng liên quan gì đến giày dép. Họ quyết định rằng đầu tiên thì phải tạo ra mô hình phân phối mấy đôi dép sục Canada kỳ dị cho nước Mỹ. Họ mở cửa hàng ở Colorado, đặt lô sản phẩm đầu tiên từ nhà cung cấp và bắt đầu nghĩ xem phải tiếp thị sản phẩm như thế nào. Ít nhất thì họ cũng biết rằng mấy đôi dép này rất phù hợp đi trên thuyền, nên là họ quyết định đến một buổi trình diễn tàu thuyền ở Florida vào năm 2002. Chiến lược rất đơn giản, họ sẽ mời chào mọi người đi thử và tin rằng một khi nhận thấy những đôi dép kỳ cục này thoải mái ra sao, khách hàng sẽ bỏ tiền ra mua. Và họ đã khá thành công, 200 đôi dép cá sấu đã được tẩu tán trong dịp đó. Thế nhưng có lẽ những người sáng lập của Crocs cũng không lường trước được nhu cầu khổng lồ từ những ngành nghề khác. Ví dụ như là những người nhận thấy đôi dép này không chỉ phù hợp trên thuyền mà còn cả trong bệnh viện, nhà bếp, nhà hàng, vân vân. Tóm lại là những nơi mà người ta phải đi lại suốt cả ngày. Ở thời điểm này, ba người bạn chưa thể hình dung doanh nghiệp của mình sẽ trở nên khổng lồ như thế nào. Thế nhưng họ bắt đầu cảm nhận được mình đã gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng mà chưa hãng giày dép nào khác tìm ra. Crocs tăng trưởng ổn định bất chấp sự hoài nghi của các chuyên gia. Họ cho rằng những đôi dép kỳ lạ này chỉ là một xu hướng thời trang nhất thời, sớm nở, tối tàn. Thế nhưng không, vào năm 2003, Crocs bán được 76.000 sản phẩm. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2006, doanh thu của họ tăng đến 226%. Các nhà sáng lập quyết định mua lại công ty Canada kia, nhờ đó mà giành được độc quyền với chất liệu đặc biệt tạo nên Crocs. Hơn thế nữa, họ còn tạo ra được một mô hình phân phối và bổ sung sản phẩm độc đáo. Các nhà bán lẻ không nhất thiết phải nhập xỉ như thông thường, mà có thể đặt mua tối thiểu 24 đôi cũng được. Khi nào bán hết thì lại nhập tiếp. Cách làm này làm giảm rủi ro cho các nhà bán lẻ và bảo đảm rằng các cửa hàng sẽ nhập sản phẩm của Crocs liên tục. Thế nhưng điểm mấu chốt, cốt lõi nhất
lại nằm ở vẻ ngoài của những đôi Croc. Yeah, nói gì thì nói, dù bạn chê xấu thế nhưng mà không thể phủ nhận là chúng rất độc đáo. Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ nói rất nhiều về chúng, dù là bia miệng tốt hay xấu. Đó vẫn là một cách quảng cáo cực kỳ hiệu quả. Vào năm 2006, Croc chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên và thu về 239 triệu đô la, lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành giày dép. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã vượt 1 tỷ đô la. Và khi mọi thứ tưởng như hoàn hảo, đó chính là khoảnh khắc bình yên trước cơn bão. Vài tháng sau khi công ty lên sàn chứng khoán, George đã có một cuộc gọi bất thường cho người anh rể. Theo lời khai của người này với cảnh sát, thì George nói rằng: "Tôi sẽ chôn anh thật sâu để không ai tìm được anh nữa." Khoảng 20 phút sau, George xuất hiện ở văn phòng của người này và đe dọa tấn công ông ta một trận. Lý do vì sao thì chưa rõ, thế nhưng trong thời gian này đã có nhiều báo cáo về hành vì vô cùng thất thường của George. Sau nhiều vụ việc gây tranh cãi, thì George bị loại khỏi ban điều hành. Thậm chí một cựu nhân viên còn tiết lộ ở Croc, người ta kiêng kỵ nhắc đến cái tên của nhà đồng sáng lập. Sau đó, Croc cố gắng càng xa lánh George càng tốt. Nhất là sau năm 2012, khi mà George bị cảnh sát tóm vì tội uống rượu lái xe. Khi đó thì George khăng khăng nói rằng người cầm lái là bạn gái của ông ta và cô nàng là Taylor Swift. Ngoại trừ việc là Taylor không hẹn hò với gã này và trong xe cũng chẳng có ai ngoài gã ta cả. Thế nhưng cả Taylor Swift lẫn Croc vẫn phải khốn đốn một thời gian vì bị bêu dếu tên trên mặt báo trong vụ bê bối của George. Sau khi ông ta bị loại khỏi ban điều hành, CEO thay thế chính là người bạn đã cho Lyndon ngủ nhờ trên sofa, Ron Snyder. Và chính Ron được cho là người đã dẫn dắt Croc đến kỷ nguyên mới. Trong những năm đầu tiên Ron làm CEO, số mẫu Croc đã tăng từ 2 đến 250 mẫu, doanh thu và giá trị cổ phiếu cũng tăng vọt. Croc vượt khỏi biên giới nước Mỹ, đem sự xấu xí thế nhưng thoải mái đến khắp thế giới. Một bước tiến quan trọng là Croc đã mua lại các vệ tinh, trong đó có Zipbit, chính là công ty sản xuất những món đồ trang trí để bạn gắn lên dép Croc, như là một cách để thể hiện cá tính của bản thân. Dép bao nhiêu lỗ thì bấy nhiêu Zipbit, khỏi phải nói. Mọi người sưu tầm chúng điên cuồng ra sao. Đồng thời thì Croc cũng ký thỏa thuận với những tên tuổi như là Disney hay là NBA, đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng rồi vào năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính ập đến, cũng như là nhiều doanh nghiệp khác, Croc gặp khó khăn khi doanh thu sụt giảm, cổ phiếu lao dốc, công ty buộc phải sa thải hàng loạt. Đúng lúc này, một công ty có tên là Select ra mặt cáo buộc Croc vi phạm một bằng sáng chế từ năm 1999, một chất liệu cực kỳ giống với chất liệu tạo nên những đôi giày Croc. Trong khi đó, những nhà sản xuất giày dép nhái theo kiểu dáng của Croc cũng nhao nhao tố rằng Croc hóa ra cũng chỉ nhái một hãng giày Italy đã tồn tại từ trước Croc từ rất lâu. Scott bị cho là có biết về hãng này. Gã khổng lồ lúc đó đứng trên bờ vực sụp đổ. Thế nhưng như chúng ta đã thấy, sự xấu xí thoải mái vẫn sống khỏe đến tận bây giờ. Đó là nhờ chiến lược marketing cực kỳ thông minh. Croc nhận ra rằng có nhiều bức ảnh chụp người nổi tiếng đi dép sụp, ví dụ như là hoàng tử bé của nước Anh, đã giúp doanh số trên Amazon đã tăng lên 1.500%. Một điều thú vị là Croc đã thử nghiệm những thiết kế đỡ xấu xí hơn, rốt cuộc thì chỉ để nhận ra rằng sức mạnh của họ nằm ở sự phân cực. Mọi người chỉ có thể yêu hoặc ghét Croc, không có lưng chừng ở giữa. Thế là Croc bắt đầu tuyên truyền thông điệp về cá tính, sáng tạo, cổ vũ cho các fan của mình là những người táo bạo và có một không hai. Họ thuyết phục khách hàng rằng đi đôi Croc là cách để thể hiện thái độ cool ngầu, không bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Thông điệp đó được lồng ghép với hợp đồng với nhiều ngôi sao như là Justin Bieber, Post Malone, thậm chí là cả KFC. Croc trở thành một tắc kè hoa văn hóa, có khả năng thiên biến vạn hóa khôn lường. Ngay cả một hãng thời trang danh tiếng như là Balenciaga cũng đưa những đôi Croc lên sàn diễn của Paris và bán hết sạch trong tích tắc. Và ngạc nhiên chưa, Croc còn hưởng lợi từ đại dịch Covid, trong khi các công ty khác khốn đốn. Những năm dịch giã thì lại là giai đoạn tuyệt nhất trong lịch sử của Croc, khi mà mọi người chỉ ở nhà và muốn xỏ chân vào những đôi dép thoải mái. Và đó chính là câu chuyện về Croc, từ những đôi dép bị chính những người sáng lập của mình chê xấu, trở thành một đế chế tỷ đô được nhận diện trên toàn thế giới. Như cái cách mà CEO của hãng đã tuyên bố: "Đúng, chúng tôi xấu, thế nhưng quan trọng là chúng tôi là duy nhất."